Lời đầu chân thành đưa lời chào trân trọng đến toàn thể anh em chơi lao đôi trên miền Tổ quốc. Qua đây em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các bác khách đã tin tưởng ủng hộ sản phẩm bên em trong suốt năm vừa qua, cũng như các bác thường xuyên theo dõi ủng hộ đăng ký và like share kênh YouTube em ngày càng phát triển. Em xin cảm ơn những lời gợi ý chân thành cũng như lời đối với các bác ở trên kênh YouTube để kênh của em hoàn thiện. Hôm nay là ngày 29 tháng 9. Em cũng hân hạnh giới thiệu đến các bác một chiếc đầu của hãng Pioler với model là PDR-D7, đây là chiếc đầu cuối cùng em còn lại. Còn em hôm nay thì em cũng ngoài cái việc giới thiệu bán đầu ra thì em cũng xin chia sẻ các bác hiểu thế nào cho đúng một chiếc đầu giải mã. Bởi vì là cũng một số anh em cũng trao đổi với em thì hôm nay thì em cũng chia sẻ kinh nghiệm của em, hiểu biết của em, của riêng cá nhân em để cho các bác tham khảo. Thì trước tiên em giới thiệu về chiếc đầu này, là chiếc đầu Pioler PDR-D7 này thì được sản xuất năm 1998 với giá xưởng của nó là 124.000 yên, nó tương đương với lại 25 triệu đồng Việt Nam theo tỷ giá hiện tại. Chức năng của chiếc đầu này là đọc đĩa CD và ghi đĩa CD giải mã mạng không mồi, xuất ra dây âm là 24 bit. Nhưng mà chiếc đầu này thì em bán với giá là chỉ bao đọc đĩa CD và giải mã mạng thôi nhá. Đấy. Về cái phần ngoại hình của em nó đây, sở hữu size ngang là size ngang 42, chiều cao của nó là 10cm và chiều sâu của nó là 39cm. Nó nặng là 5,5kg. Màu là màu vàng cát hay các bác gọi là màu vàng gold cũng được ạ. Đấy. Phần ngoại hình ạ, em quay ngoại hình để bác sẽ được chiêm ngưỡng ạ. Thì đây, đây em nó có một cái bất sức này. Đấy. Cái đầu lúm này cũng có bay chút các bác nhé. Đây. Hàng bãi mà mấy nãy hàng cũng dùng cũng khá lâu năm rồi, các bác người ta giữ này rất là cẩn thận và đẹp rồi. Đấy. Rồi đấy ạ. Rồi thì bên này thì nó có bị hơi cấn chút góc đây các bác nhé. Hơi cấn chút góc đây. Đấy. Bên này cũng vậy, hơi cấn một chút thôi các bạn nhé. Trên trên thì em nó tương đối đẹp. Mặt sau đấy ạ. Đây thì mặt sau là cái đường đường in vào thì có đường cổng quang. Cổng quang vào thì không hiện màu đỏ quá nhé. Và đường đây là đường đầu trục của xoan vào. Đây là đường xuất ra đấy ạ, cổng quang ra thì nó sẽ màu đỏ, và đây đường cô xoan, đường cô xoan ra, đấy. Đây là đường A-lốc vào và đường A-lốc ra, đây ạ, model của nó là PDR-D7, đấy, điện 100V, công suất của nó 16W, sư đi máy của nó là 014991 nhé, đấy, dây nguồn rời, đấy. Đấy. Sau của em nó rất là mới. Về phần máy đấy ạ. Phần máy thì toàn linh kiện cao cấp các bác nhé. Đấy. Có Ella, rồi có là Lichicom. Đấy. Rồi là có Zumbai. Đấy. Tổ hợp với các thương hiệu cao cấp cái thiết bị này. Đấy. Máy móc dính nguyên bản, mắt đọc theo máy. Thì hôm nay em cũng xin chia sẻ cho các bác là gì, các bác hiểu thế nào cho đúng, liệu chúng ta lấy tín hiệu đầu vào đúng không, là đường analog và xuất ra đường analog, đấy, xuất ra đường ra analog là có được giải mã không. Đấy. Đấy. Thì theo quan điểm của em mà theo sự biết của em thì nó không giải mã. Đấy, không giải mã các bác nhé. Nếu như bác đi vào
đi vào đường đường A Lốc và xuất ra đường A Lốc. Đấy. Nhưng tại sao lúc nào người ta sinh ra cái đầu giải mã này là vì tất cả tín hiệu vào và ra thì người ta đều có chip để xử lý tín hiệu âm thanh, đúng không ạ? Để giúp cho âm thanh là gì hay hơn, đúng không nào, khỏe hơn, đúng không nào, và nó đạt chuẩn bit hơn. Đấy. Còn nếu như mà vào và ra không có chức năng giải mã gì cả, đúng không nào, thì người ta không sinh ra để làm gì cả, đúng không? Thì cụ thể là gì? Đây, em sẽ chỉ cho các bác. Đây là phần digital dùng cho đường in cô xoan và đường optical và đường cô xoan đấy. Đấy. Đây bác nhìn thấy mặt trong, đúng không? Riêng biệt. Đây, một vị riêng biệt đây và đây một vị riêng biệt đây của đường analog đấy ạ. Đấy. Cái filler D7 này người ta phân biệt rõ đấy ạ. Đấy. Và là gì? Tại sao chúng ta lấy tín hiệu vào qua đường analog và xuất ra đường analog chất âm nó hay hơn là chúng ta lấy từ TV bên ngoài, chẳng hạn như cắm trực tiếp vào gì jack 3.5 qua TV hay là qua đường điện thoại, đúng không? Tín hiệu vào trực tiếp âm đi nó sẽ không hay, và nó khi các bác sử dụng, đúng không, tín hiệu từ jack 3.5 vào trong cái thiết bị đầu giải mã này và xuất ra đường âm đi thì âm thanh nó hay hơn, tốt hơn, đúng không? Vì sao ạ? Đây các bác nhìn kỹ đấy ạ. Đây là đường vào hai con IC này ạ, 4565 đây ạ, 4565D, một con hai con đấy. Ở nó có chức năng khuếch đại âm thanh hai đường, đúng rồi, trái vế trái phải đấy các bác nhá, hai vế trái phải, và họ sử dụng, đúng không, các tụ linh kiện đấy để khuếch đại âm thanh và giúp cho tín hiệu âm thanh vào và xuất ra được tốt hơn, đúng không, đạt chuẩn. Và đây ạ, và bên này, và bên này là phần ra, đúng không, cũng dùng một con khuếch đại âm thanh không có, nó thấp hơn một chút là 4580 đấy, và cũng sử dụng toàn linh kiện cao cấp đây của Lichicom các nhá, toàn linh kiện cao cấp không đấy. Rồi là gì, rồi là một con IC Hibis các bác nhá, Hibis đây ạ, đấy. PD0236 đấy ạ, đấy. Và một số tụ cao cấp, đây các bác, tụ đỏ này, không nhá, Ela này, đấy, những cái tụ này dành cho thiết bị cao cấp các bác nhá, đấy, vậy thì nó hay ở chỗ nào ạ, đúng không ạ? Hãng sản xuất người ta đã phải thiết kế, đúng không, để cân bằng tín hiệu xuất ra, đạt chuẩn bit các bác nhá, đạt chuẩn bit, đây các bác nhá, IC bit này, đấy, chứ còn nếu như các bác nói là không giải mã là đúng không, không giải mã đúng. Nhưng họ phải dùng IC và cái con tụ để xử lý âm thanh, đúng không nào? Xuất ra, đúng không ạ? Đấy, xuất ra, đây là đường xuất ra đấy ạ, đường vào đây đường ra. Đấy, rút âm thanh, tái tạo âm thanh được tốt hơn, các bác, sạch sẽ hơn, chi tiết hơn và đạt chuẩn bit hơn, đúng không ạ? Còn nếu như mà nó không tác dụng gì, tốt nhất là người ta cắm thông từ bên đây sang bên này luôn cho ra các bác, đúng không ạ? Đấy, thế nên người ta mới sinh ra cái đầu giải mã nó là như vậy. Đấy, đó nhá. Còn đây, đây là phần digital. Đấy, digital. Đúng không nào? Đấy. Phần digital thì đương nhiên là được phép được giải mã kỹ thuật số rồi. Chúng ta đã hiểu như thế vậy rồi. Còn muốn em muốn nói nhấn mạnh cái phần analog này. Đấy. Đúng không nào? Đây là hiểu của cá nhân em, còn bác nào hiểu biết rõ hơn về phần mạch thì các bác chia sẻ thêm, còn em thì em hiểu giới hạn thôi ạ, bởi vì em chỉ chuyên bán thôi. Đấy. Nhưng mà em muốn nói là nhấn mạnh các bác ở đây, đúng nào, để thấy được cái giá trị các bác sử dụng qua đường analog, đúng không? Đấy, các bác nhá, thì chúng ta có được gọi là được giải mã không ạ? Có chứ ạ, đúng không? Bởi vì sao? Bởi vì nó có sử dụng khuếch đại âm thanh, đúng không? IC khuếch đại âm thanh, hai là sử dụng các chip và tụ để mà xử lý tín hiệu âm thanh. Đấy. Còn phần này là phần kỹ thuật số rồi, đúng không? Là đương nhiên. Đấy. Thôi nhá. Đấy, hôm nay thì em sẽ quay chi tiết để giới thiệu cho bác thấy được nè. À.
Rồi. Đấy là cái phần nói về phần giải mã. Chứ chúng ta cùng gọi chung như thế thì chúng ta gọi là cái gì bây giờ? Hay là gọi là lấy tín hiệu vào alloc và xuất ra alloc. Tất cả nó đều qua có sự xử lý hết của từng hãng các bác ạ. Nó đạt chuẩn mà. Đây em đang lấy tín hiệu gì ạ? Em đang lấy tín hiệu từ BCD và đây em sẽ chuyển sang tín hiệu analog từ chiếc đầu bên trên này cho bác thấy nhé. Đây em chuyển cho bác tạm dừng và chúng ta nhấn nút record. Đây. Lấy tín hiệu từ đường cổng quốc xoan vào và xuất qua đường analog, các bác nghe chất âm xem nó có khác biệt nhiều không đó nhá. Trôi tìm đâu cho ta năm xưa.
cho lần yêu quay. Rồi từng đêm nhịp bước cô đơn, em khóc cho duyên hững hờ, anh chết trong mộng ngày thơ. Rồi từng đêm nhịp bước cô đơn, em khóc cho duyên hững hờ, anh chết trong mộng ngày thơ. Đúng ạ. Đấy, các bác tết điện vào từ đường Alok và đường cổng Cô Xoan, đường Digital, thì cái chất lượng âm thanh các bác để mà bình thường các bác rất khó phân biệt, đúng không ạ? Đấy, thì người ta chuyên nghe thì người ta mới thấy được một chút nào đó. Đấy, cảm ơn các bác. Thì chiếc đầu này em bán với giá là 5 triệu đồng, bao phí ship toàn quốc cho các bác. Các bác nào mà có nhu cầu thì hãy liên hệ tiếp em với số máy là 0907 223 269. Em ở thành phố Đức, thuộc Hồ Chí Minh. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Em xin chào và hẹn các bác ở video sau.